giờ chúng ta sẽ đến với thập niên 80. Và thưa quý vị, ở thập niên 80 này ấy, chúng tôi lại muốn mời tất cả chúng ta quay trở lại với những đồng tiền Việt Nam. Tự Long, khi nói tới những đồng tiền của Việt Nam năm 80 còn nhớ những đồng tiền như thế nào không? Em vẫn nhớ là những cái đồng tiền mà có những cái hình ảnh rất là ấn tượng. Voi kéo gỗ ở Bản Đôn cơ. Có cả những cái hình ảnh mà những cái nền công nghiệp của đất nước bắt đầu như kiểu thủy điện. Thì đều là những thứ mà xuất hiện ở trong những cái đồng tiền đấy. Với em thì đồng tiền luôn luôn là những hình ảnh rất đẹp. Chúng tôi nhắc lại tới những cái đồng tiền thập niên 80 ấy, là bởi vì nó liên quan tới câu hỏi mà bây giờ tôi sẽ đặt ra cho 5 đội đây này. Các bạn hãy cho biết hình ảnh được in trên tờ tiền mệnh giá 2.000 đồng Việt Nam là gì? A. Người công nhân trong nhà máy dệt. B. Người công nhân trong nhà máy sữa. Hay là C. Người nông dân đập lúa. Xin mời. Các phương án của các đội A. Tất cả đều chọn A là người công nhân trong nhà máy dệt. Và đó là câu trả lời đúng, xin chúc mừng. Oh yeah. Đó, đây là tờ 2.000 này. Và đó là hình ảnh người công nhân trong nhà máy dệt. Thưa quý vị, là năm 1988 ấy, thì Ngân hàng Nhà nước quyết định là gì, lấy bối cảnh sản xuất của các nữ công nhân của nhà máy dệt Nam Định khi đó để in lên mặt sau. Xin chúc mừng cả 5 đội đã ghi điểm ở trong câu hỏi này. Tôi mới đọc được một cái bài báo rồi, truy tìm danh tính của ba cô gái trong tờ tiền 2.000 bí ẩn. Thì có một bài báo như vậy luôn chú. Thì nói rất là rõ là ba cô này là trong cái nhà máy dệt. Nên là con nhớ rất là rõ chi tiết đó, cho nên là tụi con chọn A. Thật là thú vị, tất cả mọi ký ức nó đều có giá trị của nó. Và bây giờ thì sẽ là thử thách riêng dành cho thập niên 80. Tôi xin mời Lý Hùng. Vâng, bạn anh, đi vào trong này. Anh biết rồi, anh cứ làm theo những gì mình thích. Đúng rồi. Và nếu đúng anh rồi. Có thể thích, anh làm những gì mình không thích cũng được. Okay. Anh thích đưa nhiều. Đáp án ra cái nào đúng thì ok. Ok anh. Không đúng thì thua. Rồi, ok anh. Chúng ta chào đón sự quay trở lại của diễn viên điện ảnh Lý Hùng. Bây giờ sẽ là một phút để các bạn hỏi, để sau đó Lý Hùng sẽ phải nói ra tên nhân vật khách mời mà chúng tôi mời tới chương trình hôm nay. Tôi chuẩn bị đếm này và bắt đầu bấm này chưa? 3, 2, 1, bắt đầu, 1 phút. Anh ơi, hỏi đi anh. Hai anh ngồi, nhân vật làm gì vậy? Từ từ, tôi đưa quên chưa đưa ra gợi ý. Đúng rồi. Đây là một nhạc sĩ nổi tiếng với khả năng tự đàn hát các ca khúc của mình. Trời ơi, khó quá, đổi được không? Không, hỏi đi. Đàn ông phải không? Phải. À, tóc nhiều không? Ngày trước có, bây giờ dùng rồi. Không sai. Có râu không? Có ria thôi, không có râu. Có râu à, vừa đang vừa hết. Chính xác. Không lẽ bác Trịnh Công Sơn? Bác Trịnh Công Sơn, không phải. Thập niên 80. 80 trời ơi. À, nhớ rồi. À, lời dù buồn nghe mang. Nhạc sĩ Trần Tiến. Wow. Chính xác, đó là nhạc sĩ Trần Tiến. Thưa nhạc sĩ, ca sĩ Trần Tiến, anh đã thấy mọi người chào đón anh nồng nhiệt như thế nào, một cách rất Trần Tiến, đúng không ạ? Không phải tiếng vỗ tay đơn thuần mà đó là một cái bài hát rất quen thuộc được tất cả mọi người yêu thích, Mặt Trời Bé Con, đúng không? Dạ. Và hôm nay anh đến với chương trình thì cái lời đầu tiên anh muốn nói với mọi người về ký ức là gì? Thập niên 80. Tôi nhớ nhất là cái năm nó đói. Bò biết thì lằng nhằng lắm. Nhưng mà năm đó lại vui. Vì còn nghèo mà vui. Cái cô bé đó viết thư cho tôi khi tôi đang nhậu với anh Sơn và anh Phạm Trọng Cầu. Thì cô bé đó mang cái lá thư đến cho tôi, viết mực chữ mực tím gì đó. Tôi giở ra, tôi bảo chú Tiến ơi, ngày nào chúng cháu đi học về cũng ghé qua đây lấy cái đinh chọc chọc qua cái lỗ hàng rào tôn ấy
xung quanh hội nhạc sĩ ấy, để ghé qua khe nghe chú hát. Chúng cháu nghèo lắm, làm gì mà có tiền mua vé để vào nghe. Chú cứ lên tivi mà hát đi bài Viết Trên Tròn Trên Cát ấy, cháu khỏi phải mất tiền xem. Mình thấy ý nghĩ nó ngộ ngộ. Nhưng mà rồi mình bỗng nhớ đến chính cái ngày nghèo khó của thời mình. Cách đó khoảng 20 năm tôi cũng như cô bé đó, cũng không có tiền để mà đi xem hát nhạc. Và tôi phải trèo ống máng của cái nhà hát lớn ngoài Hà Nội ấy, để đi xem, mấy lần bị bắt. Thế thì đại loại thế thì nó đánh động lên những cái ngày tháng nghèo khổ của bất cứ một tuổi thơ nào. Và tôi viết bài hát này để tặng cháu, đầu đầu lấy tên là Hát Cho Cô Bé Không Có Tiền Mua Vé Xem Hát. Dạ. Nếu mà bây giờ là trào lưu nữa, đặt đúng rồi, trào lưu đặt tên bài hát dài bây giờ đấy. Thưa quý vị, nhạc sĩ Trần Tiến sinh năm 1947, tuổi Đinh Hợi, năm nay cũng hơn 70 rồi anh Tiến nhỉ? 27. Tôi muốn nghe cái chia sẻ của thế hệ thập niên 2000 đi. Dạ, con xin được nói thêm là nhạc của bác hát về người lính, nhưng mà con lại cảm thấy có cái sự, cái tình cảm ở trong đó. Nó không phải là những cái bài hát mà hùng hục, nhưng mà bác có cái tình giống như là Vết Chân Tròn Vẫn Đi Về Trên Con Đường Mòn Cát Trắng Quê Tôi, Anh Thương Binh Vẫn Đến Trường Làng Vẫn Ôm Đàn Dạy Các Em Thơ Bài Hát Quê Hương. Đó là những cái bài hát cũng là về cái thời chinh chiến nhưng mà lại trang chứa tình cảm. Tụi con rất là xúc động vì dạ, được hôm nay được gặp được bác ở ngoài. Con cũng thắc mắc hồi nãy, hình như bác Trần Tiến có bỏ lỡ cái đoạn kể cuối cùng. Có phải cái bài, cái tên dài dài là Viết Bài Hát Cho Cô Bé Đục Cái Lỗ Qua Khe Không Có Để Không Có Tiền Mua Vé, có phải là Mặt Trời Bé Con không ạ? Đúng thế. Đúng, chính là chính là Mặt Trời Bé Con. Chắc là nhạc sĩ Trần Tiến bây giờ cũng đang bồi hồi xúc động lắm khi mà các bạn trẻ nhắc lại những cái ký ức như vậy. Còn với tôi, thưa quý vị, khi mà gặp nhạc sĩ Trần Tiến ở trong chương trình này thì tôi lại ập về với ký ức cách đây cũng hơn 20 năm rồi. Khi đó vào khoảng năm 1990, và khi mà lần đầu tiên nghe nhạc sĩ Trần Tiến hát thì tôi thấy rằng ông này có một cái gì đấy rất giống với một ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng của Nga, của Liên Xô ngày xưa, đó là Vysotsky. Và khi đó thì chúng tôi làm chương trình VKT. Và tôi đến gặp Trần Tiến lần đầu tiên là ở đâu các bạn biết không? Không phải ở khách sạn, gác xếp của Rạp Công Nhân ở Hà Nội. Anh ấy mắc màn ở đấy và chăn đắp ở đấy. Thế và tôi mời anh ấy tham gia với tôi trong chương trình VKT. Lần đầu tiên trên truyền hình mà có một người ca sĩ mặc rất bụi, quần bò, áo bò, một cây bò luôn, và đội cái mũ bò luôn và xuất hiện. Chứ hồi đấy là lên truyền hình là phải chỉn chu lắm thưa quý vị, phải lịch sự lắm, ăn mặc trải chuốt. Còn không, Trần Tiến xù xì như anh vốn có. Vừa nãy thì anh đã xuất hiện và đã được các bạn khán giả ở đây, những vị khách mời, những vị đội trưởng đón nhận anh với không phải những câu chào đơn thuần mà bằng tình cảm từ trái tim khi hát cái bài hát Mặt Trời Bé Con. Có lẽ bây giờ để nhạc sĩ Trần Tiến tự hát cái bài này đi đã. Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục. Tôi rất là vui vì các bạn lại thuộc bài của tôi nhiều thế. Mà cũng có cần thiết phải hát không nhỉ? Vẫn hát anh. Tại vì thế này, nó có một cái là bí mật trong nghề, phải nói với các bạn thông cảm. Tôi lớn lên từ một anh hậu đài cố gắng tập hát rồi để làm ca sĩ. Để làm gì các bạn biết không? Để đỡ phải vặn loa, vặn sân khấu. Và đến khi một ngày nào đó tôi thích sáng tác thì có một người thầy bảo tôi bỏ nghề hát đi. Lúc đó tôi còn chưa nghe lời. Mãi sau này tôi mới quyết định bỏ nghề hát. Là bởi vì sao? Người sáng tác nhạc kỵ hai điều. Thứ nhất là không được nghe nhạc người khác. Thứ hai là không được hát bài hát của mình. Nghe nhạc của người khác thì viết sẽ giống họ. Hát bài hát của mình thì không bao giờ viết được bài thứ hai khác bài trước. Thế vì vậy tôi đành phải bỏ nghề. Tôi đi về Vũng Tàu, tôi sống 9 năm nay. Tôi sống với biển và tôi viết nốt những cái gì của tôi. Chứ nếu không, sân khấu như thế này, rồi gặp lại Văn Sâm, rồi gặp anh Thanh Bạch, rồi tôi cứ cuốn đi theo các bạn, thì tôi sẽ đi theo các bạn thôi. Và tôi sẽ không có cái gì mới để mang đến cho các bạn. Thế. Vì vậy, nói dài dòng vậy, thì để nói rằng các bạn muốn tôi hát,
Ok, tôi sẽ hát ngay. Nhưng tôi sẽ quên lời. Thôi mình không nên ép bác, tại vì đó không, là không, cái... đừng, đừng. Cứ để cho tôi hát. Nhạc sĩ Trần Tiến nói vậy thôi. Nhưng mà không phải vậy đâu, thưa quý vị. Anh ấy nói rằng là anh ấy bỏ nghề hát, nhưng mà bất kỳ một chương trình nào mà chúng tôi mời ấy, mà động đến nhạc của Trần Tiến là chúng tôi bao giờ cũng đề nghị là Trần Tiến hát. Bởi vì chỉ có Trần Tiến hát nó mới đầy đủ cái chất Trần Tiến ở trong những bài hát mà anh ấy sáng tác. Nhìn qua khe nghe tiếng đàn tôi na 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 na. Ngoài kia có chú bé treo cành me mắt xòe cho lắng nghe na 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 na. Đàn tôi hát câu gì mà sao cô bé cười ngộ nghĩnh, đàn tôi hát câu gì mà sao chú bé ngồi mơ màng. Hạnh phúc quá đơn sơ, đời tôi đâu có ngờ từng đêm cô bé chờ như chờ từng giấc mơ. La 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 la. Ngày bé bé không có chọn ai cho, tôi cũng đành trộm nghe la 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 la. Nhà bên có anh lính rời xa quê hay chơi đàn rất khuya. Đàn ai đã cho tôi trời xanh như ước mơ tuổi thơ. Đàn anh đã cho tôi dòng sông mang cánh buồm khá rộng. Tuổi thơ đã đi qua, giờ đây hát bên em từng đêm đứng quanh tôi những mặt trời bé con. Và cái đêm hôm đó tôi đang diễn thì trời bỗng đổ cơn mưa. Thương cô bé nghèo không có tiền mua vé xem hát, em còn đang đứng ngoài hàng rào nghe. Mái tóc em ướt đẫm, vai em run lên vì lạnh. Thương em, tự nhiên tôi nghĩ ra cái câu này và để hát tặng em. Trời mưa quá em ơi, bài ca ướt mất rồi còn đâu. Trời mưa đến bao lâu mà sao em vẫn chờ vẫn đợi. Hạnh phúc quá đơn sơ, đời tôi đâu có ngờ từng đêm em vẫn chờ đợi dưới mưa. Hạnh phúc vốn đơn sơ, đừng quên các em thơ từng đêm và đón chờ vui mặt trời bé thơ. La 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 la, như mặt trời bé con.
lên. Em xin cảm ơn nhạc sĩ Trần Tiến. Tại khi hồi nãy nhắc tới anh đó, em đoán hoài người cầm đàn hát mà có râu này kia là anh. Em biết là bài Lá Dưa Bông là em mê bài đó. Và chính bài đó hồi nhỏ em trẻ lắm mà em được nhiều show quá, em được nhiều tiền quá. Cảm ơn anh. Bác ơi, chào bác ơi, nhân dịp mà anh Lý Hùng nói về chuyện Lá Dưa Bông, cho con hỏi cuối cùng là Lá Dưa Bông là lá gì ạ? Khi tôi viết bài hát này thì tôi có được nghe câu chuyện về mối tình của thi sĩ Hoàng Cầm. Và tôi tưởng là cái lá đó không có thật, lá huyền thoại. Cái lúc đó là năm 80, tôi rất là hạnh phúc được nghe bài Lá Dưa Bông của Hoàng Cầm do Thu Bồn đọc. Thế rồi một ngày nào đó, 3, 4, 5 sau gì đó, tôi vẫn nhớ mãi cái chữ Lá Dưa Bông mà tôi viết bài hát này. Và 10 năm sau bài hát này ra đời, có một ngày tôi lên Điện Biên tôi hát, thì có một bà già, thì bà bảo: "Anh Tiến có thích đi tìm lá dưa bông không?" Tôi bảo: "Tôi tưởng là đó là lá bịa, lá huyền thoại." Mà không huyền thoại đâu, người dân tôi ở đây cũng nhiều, một vài vùng khác cũng có nữa đấy, nhưng đi tìm được lá này rất khó, phải đúng mùa trăng, phải vào đúng cái khu rừng đó, và chỉ được nhìn thấy lá nó nở dưới ánh trăng thôi, thì người đó sẽ vô cùng hạnh phúc cả đời. Sau này tôi có hỏi rất nhiều người và bà cụ nói đúng đấy, ở trên phong thổ vào mùa trăng cái ngày đó, tháng đó, năm đó, anh đi lên đó mà tìm, lúc đó tôi già quá rồi còn tìm cái con khỉ ấy. Nhưng mà nó lá đó lá có thật. Rất là cảm ơn nhạc sĩ ca sĩ Trần Tiến với những gì anh đã mang đến cho chương trình, với những cảm xúc của anh, những ký ức của anh, nó gợi lại cho tất cả khán giả theo dõi chương trình này biết bao nhiêu ký ức khác nữa. Cảm ơn anh rất nhiều. Anh Sâm, thực ra không biết mọi người thế nào, nhưng em nghe cái bài hát của chú Tiến hát thì em cũng bị chảy nước mắt ở cái bài hát Mặt Trời Bé Con ấy. Là bởi vì không phải vì nó chạm đến trái tim đâu, mà tuổi thơ cháu cũng có những cái lúc mà xem trộm ca nhạc, xem trộm phim, xem trộm rất nhiều thứ, xem trộm của một đứa trẻ ngây thơ và cũng chen nhau để đứng xem ấy. Cái bài hát của chú nó giống như một cuốn phim ấy, và nó tái hiện, nó hình ảnh đấy nó sống động cực kỳ, nó có âm thanh, nó có cung bậc Hà Nội, cho nên là lúc nghe chú hát cái bài đấy cháu cảm giác như là cháu đúng là cái thằng bé đứng ở cái hàng rào đấy. Thì ngay từ khi tôi bước vào đây tôi đã nói rằng cái năm 80 mà bạn đang đứng ở năm đó có cái hạnh phúc riêng của năm đó. Bởi vì cái thời của tôi ấy, chính vì nghe trộm mà nhạc nó vào trong tôi, nó phải trở thành thánh đường. Còn bây giờ nhạc đầy ra đấy, có rất nhiều tiền cũng không thích đi xem nữa. Là chính cái năm 80 của tôi nghèo ấy mà tôi có được một cái cảm giác hạnh phúc, là tôi thích những cái giai điệu đẹp, tôi thích những cái hòa âm đẹp, và tôi thích sự sang trọng của âm nhạc. Thì thế thì tôi mới nói là mỗi một thập niên có một kiểu, chưa chắc thập niên nào hơn thập niên nào, nhưng tôi vẫn nghĩ dù gì chăng nữa thì âm nhạc vẫn là âm nhạc. Cái đó nó sẽ bay qua hết cả những năm tháng, những thời gian, bay vào tương lai khi con người còn có trái tim đập theo tiếng nhạc. Thưa quý vị, những gì chia sẻ của nhạc sĩ Trần Tiến, tôi không nghĩ rằng là anh đang so sánh giữa các thập niên với nhau. Cái câu anh nói rất đúng. Mỗi một thập niên có cái niềm vui của mình, có cái niềm tự hào của mình, có những cái thành quả của mình, và có cả những cái khiếm khuyết của mình nữa. Và chúng ta điểm lại tất cả các thập niên với những cái ký ức vui buồn lẫn lộn đó, chỉ với một mục đích duy nhất thôi, là để chúng ta cảm thấy tự hào vì chúng ta đang sống. Một lần nữa cảm ơn nhạc sĩ Trần Tiến đã đến với chúng tôi, đã đem đến cho chúng tôi nhiều cái suy nghĩ khác nhau. Và bây giờ là lúc chúng tôi xin thông báo điểm số của các đội này. Thập niên 80 các bạn có 25 điểm, xin chúc mừng. Thập niên 90, 60 và 70 các bạn có 30 điểm, xin chúc mừng. Và cuối cùng thập niên 2000 các bạn có 35 điểm, xin chúc mừng.
giờ sẽ đến thử thách cuối cùng, thử thách quyết định. Phần thi này thì tất cả các đội đều biết là chúng ta sẽ hát karaoke, đúng không? Và bây giờ sẽ là bài hát đầu tiên. Trái bếp hiên sau vẫn ngọt ngào, một lời cho nhau. Một từ không chính xác. Trái bếp. Đội khác. Và 2000 xin mời. Thưa chú là trái bếp hiên sau cũng ngọt ngào, một sai, lời cho nhau. Chính xác. Được làm mây mà bay khắp nơi giang hồ, kể chốn quê hương xa rời từ cơn mưa. Trái bếp hiên sau cũng ngọt ngào, một lời cho nhau. 5 điểm cho đội 2000. Bây giờ sẽ là bài hát thứ hai, xin mời. Nó còn xanh như anh đang còn trẻ, lá trên cành như anh trong vườn dân, gió rung cây cây lá thương buồn vui. Em bấm được rồi. Lá rung cây, cành lá tưng bừng đùa vui. Anh trai làng ca đi chiến dịch mùa xuân. Cái gì? Anh trai làng ca đi chiến dịch mùa xuân. Sai. 80, xin mời. Anh trai làng ra đi giết giặc lập công. Chính xác. Đi đầu quân, tất cả cho tiền tuyến, mau lên đi với các anh trai làng. Bây giờ sẽ là bài hát thứ ba, xin mời. Em xa chốn đô thành, xa rời vòng tay mẹ yêu, từ đây giữa chốn phồn hoa lấp lánh cánh diều mơ ước hôm nào, xa cánh diều mơ ước tuổi thơ. Được rồi. Xa cánh diều mơ ước tuổi thơ, nhớ thương những lời mẹ ru, những đêm trăng vàng sáng cho. Chính xác. Giữa trong phồn hoa lấp lánh cánh diều mơ ước hôm nào, xa cánh diều mơ ước tuổi thơ, nhớ thương những lời mẹ ru, những đêm trăng vàng sáng cho. Mơ ước thành cô tâm ngày xưa, sớm hôm không ngại gian khó, tiếng chim anh vạn tiếng tha. Em xa chốn đô thành, mong thành cô tâm ngày nay, từ đây giữa chốn phồn hoa lấp lánh cánh diều mơ ước hôm nào. Ủa, ai hát? Wow, xin chúc mừng đội thành viên 2000. Bây giờ sẽ là bài hát thứ tư, xin mời. Lòng ơi, thôi nay xa cách rồi, kỷ niệm mình xin nhớ anh. Buồn riêng một mình ai, chờ mong từng đêm gối chiếc, mỗi u hoài này ai có hay. Sao mình thấy buồn là chắc là bắt được rồi đó. Nếu ai đã từng nhặt hoa thay, 80, xin mời. Cảm thông được nỗi vắng xa người yêu. Sai rồi. Người thương chứ. Người thương. 60. Cảm thông được nỗi vắng xa người thương. Người thương. Chính xác, không phải người yêu. Nếu
Minh Sơn ạ. Mình phải nhớ là Khương thì sao là hát tình yêu nhỉ? Càng không được nói bằng xa màu hoa phương thắm như máu con tim, mỗi lần hè thêm kỷ niệm người xưa biết đâu mà tìm. Ok, và bây giờ sẽ là bài hát cuối cùng, xin mời. Ngày xưa có canh rượu treo hứng hờ vì bút sau rặng tre, ngày xưa có canh cò bay la đà chậm chợn theo đồng lúa, ngày xưa ai hay cười hay dối hờn chiều hái hoa chìm sông. Ngày xưa bến vắng lưu luyến con thuyền, chờ thuyền xe bò. Ngày xưa bến vắng lưu luyến con thuyền. Chính xác, xin chúc mừng. Chị tôi thấy hả? Ngày xưa bến vắng lưu luyến con thuyền. Tuổi thơ như áng mây, như áng mây rồi kia mãi bay về cuối trời. Ngọc Châu nè, thời gian xóa những kỷ niệm dấu yêu, kỷ niệm dấu yêu. Sao? Ngày xưa sao? Ơi mãi xa tuổi thơ. Và bây giờ là lúc chúng tôi xin đưa ra tổng kết điểm thập niên 90 70, các bạn cùng có 30 điểm, xin chúc mừng. Thập niên 80, thập niên 60, các bạn cùng có 35 điểm, xin chúc mừng. Và cuối cùng, hôm nay người chiến thắng là thập niên 2000 với 45 điểm, xin chúc mừng. Và đây là chiếc cúp dành cho đội thập niên 2000. Xin mời, xin chúc mừng một lần nữa. Các bạn đã chiến thắng. Vâng, chương trình của chúng tôi được phát sóng hàng tuần trên kênh VTV3 của Đài Truyền Việt Nam vào lúc 21 giờ thứ 6. Đừng quên ký ức vui vẻ. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại. Lần đầu tiên anh thắng. Mấy lần trước anh thua hả? 6 số hả?